12 Pro với cả 12 Pro Max ở thời điểm này thì rất là hiếm hàng nhé, đặc biệt là cái bọn 12 Pro Max ấy. Thế anh em đang tính mua 12 Pro Max ấy mà không có nhé, thì anh em thử nghiên cứu sang cái con này đi. Thì hiện tại em cũng có vài sự lựa chọn cho anh em nhé. Có máy sạc ít này, pin 100% đẹp như mới. Có cả máy mới 100% chưa kích hoạt nhé. Thì con sạc ít ấy, pin 100% nó sẽ cao hơn cái hàng cũ là 500.000. Còn cái con mới chưa kích hoạt sẽ cao hơn máy cũ là 1 triệu nhé. Về hình thức của hai con này ấy thì nó cũng xem nhau thôi. Một con là như mới, còn một con lại là máy mới, rất là đẹp, không có xước sát gì cả nhá. Đấy, và pin thì chắc chắn là 100% rồi. Còn cái giá của cái con 12 Pro này so với cái con 12 Pro Max ấy thì nó rẻ hơn khoảng tầm 2 triệu rưỡi đến 3 triệu. Đấy là khi mà em so sánh hai con này nó ngang dung lượng nhá. Còn nếu mà anh em mua cái con 12 Pro này bản 512 GB ấy thì sau anh em đổi lên 12 Pro Max, anh em bù khoảng vài trăm nghìn thôi, 500.000 thôi. Đấy, như em nói ấy, thì 12 Pro Max ấy, bây giờ rất là hiếm hàng. Anh em cứ cân nhắc xem lấy cái con 12 Pro này về trước đi. Nếu mà 12 Pro Max về trong vòng 1 tuần ấy thì anh em đổi lên thì chỉ cần cắt thêm chênh lệch giá giữa hai máy thôi, còn hoàn toàn là không mất phí gì cả. Nhìn thế thôi nhá, chứ cái con 12 Pro này ấy nó rất là vừa tay nhá. Màn hình 6.1 inch ấy là thoải mái rồi. Có khi dùng con này về lại thích quá ấy, lại còn chẳng muốn đổi lên đi chứ. Nhưng mà anh em mua cái con này về dùng này, đến tầm này năm sau anh em muốn đổi lên ấy thì em vẫn thu vào 100% giá bán lẻ và anh em bù thêm chênh lệch với phí 500k reset thôi. Còn nếu mà không muốn đổi lên ấy thì anh em đổi ngang dòng cùng màu cùng dung lượng lại được dùng chiếc máy mới, cũng chỉ mất có 500k để reset lại bảo hành 12 tháng thôi. Thật sự để mà nói nhá, là mọi chính sách bên em làm ra ấy, thì đều mang lại rất nhiều quyền lợi cho khách hàng và anh em có thể lựa chọn quyền lợi nào phù hợp với anh em nhất. Còn như em nói ấy, là 12 Pro bây giờ có rất nhiều sự lựa chọn cho anh em, thì anh em quan tâm để lại comment ở phía dưới em tư vấn cho nhá.